gì đâu, đâu là mưa làm gió đâu, làm ở nhà mẹ coi coi, đẹp 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 đi đẹp đi, mới sáng sớm vậy làm mưa làm gió rồi nè, đây là mưa làm gió gì đâu, đầu tóc bù xù tóc rối sum hả, đẹp đi, nhìn đâu à, nhìn ba mày làm gì, nhìn mẹ nè, à, đầu tóc rối bù, mày làm gì đâu, làm mẹ coi, đẹp đi. Tắm đi. Tắm đi. Đứng hình. Làm gì đâu? Nói làm gì vậy? Hả? Nói làm gì? Làm gì á? Làm gì phụt 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 đó. Làm lại coi. Cái mỏ lúc nào cũng tém 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 vô. Hả? Tém tém mỏ vô hả? Sao? Hả? Sáng sớm vậy nãy làm mưa làm gió gì làm lại coi, đầu tóc mà không giống như là rối lên giống như là cái kiểu vậy đó, đánh rối gì đó bung 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 ấy đó, giống như là kiểu tóc mà đánh rối phía sau vậy đó, thì người quá cái mỏ rồi. Cười gì? Cười gì mà cười? Ủa, có một cái răng nhú lên. Cái răng của mẹ ảnh nó. Thấy không? Răng nhú lên nè. Chăm chú nghe tôi nói gì vậy? Hả? Nãy làm mưa lấy điện thoại ra chờ để quay nên nó hết làm. Làm mưa cho bà ngoại coi đi. Làm mưa sao đâu? Phụt 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 đâu. Phụt phụt cái miệng đâu. Cái miệng mưa đâu. Thôi vậy. Vậy chuẩn bị đi đi học với mấy chị nè. Với chị với Ricky nè nha. Cũng ké. Ngồi ngó 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 ké ké nữa.